các bạn đến với Tarot Bên Quy và mình là Andy đây Thì nếu lần đầu tiên mình đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa đó là khu vườn nhỏ của Andy Thì đối với kênh này mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân, dự đón tuần, dự đón tháng Còn đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm thì hôm nay mình sẽ làm chủ đề đó là giấc mơ tiết lộ điều gì về bạn thì cái này mình không phải gọi là một cái gọi là giải mộng hay là báo điểm gì ở đây hết ở đây chỉ đơn giản là thông qua giấc mơ nó sẽ phản ánh lại về cái thế giới nội tâm hoặc là cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ha thì đây có tụ 1, tụ 2, tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích mình sẽ để đá vào sau Xin chào các bạn trong tôi số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông like share đây là bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Thì uh, uh, giấc mộng không phải giấc mộng khi giấc mơ tiết lộ tiết tiết lộ điều gì về bạn ha. Bạn có lá Ace of Con là một tiền, Ace of Sword là một kiếm. Và bạn có lá The Hermit là một oh yeah, một cái nến là lá The Hermit. Thì đối với bạn á, thì mình thấy là cái Um, cái giấc mơ nó nó tiết lộ một cái về cái dự định về cái um, mong muốn hoặc là cái khát khao gì đó bên trong của bạn um, thật ra bạn có một tiền và một kiếm á, thì mình nghĩ một á là bạn cái giấc mơ của bạn một là nó 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 không thường xuyên mình nghĩ bạn chắc tụi một không không phải là mơ thường xuyên hoặc là kiểu mơ rất nhiều giấc mơ giống nhau hoặc là bạn có sự lặp lại gì đó trong giấc mơ có thể là nó sự lặp lại hoặc là tiếp nối của một câu chuyện cũ nó không phải là kiểu bạn mơ rải rác nhiều giấc mơ mà khác nhau hoặc là không liên quan tới nhau nhưng mà một là bạn nằm mơ những cái giấc mơ dài tức nghĩa là một cái giấc mơ nó kéo dài thành một cái câu chuyện hoặc là một cái giấc mơ mà nó lặp lại từ ngày này qua ngày khác ý là tức nghĩa là mỗi lần bạn nằm mơ là nó sẽ lặp lại theo một chu kỳ nào đó hoặc là bạn 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 có những cái vấn đề gì đó liên quan đến gọi là những cái giấc mơ liên quan đến mâu thuẫn và giấc mơ nó rất là kỳ lạ nó kỳ lạ chứ nó không có kỳ dị nha mình dùng từ kỳ lạ nha à, cái điều cái giấc mơ mà nó tiết lộ về bạn thứ nhất là bạn có vấn đề về mình nghĩ là cơm áo gạo tiền hoặc là những cái vấn đề liên quan đến công việc và cuộc sống dự định cá nhân ha tại vì một tiền với một kiếm nó liên quan tới cơ hội liên quan đến sự phát triển liên quan đến uh, uh, tiềm năng liên quan đến uh, định hướng đã vậy bạn còn có The Hermit Có thể bản thân của các bạn là người cũng hướng nội Hoặc là người không có khuynh hướng chia sẻ Hoặc là sang sẻ cảm xúc của bạn với người khác Mình cảm thấy nó hơi bị gọi là Nó không hẳn là nó tù túng hay nó nó ngợp nhưng mà mình cảm thấy giống như là bạn bạn một mình hoặc là bạn thường xuyên cất giấu suy nghĩ của bạn vào bên trong cái giấc mơ nó nói bạn là một người có cái thế giới nội tâm nó phong phú hoặc là ít nhất mình cảm giác bạn là một người nội tâm hướng nội một tiền và một tiếng là những người logic và những người thường có những cái giá trị và có những cái chuẩn mực nhất định và bởi vì họ là những người có chuẩn mực có quy chuẩn có góc nhìn tương đối hơi hơi bén á thì mình nghĩ là có thể bản thân bạn sẽ bị áp lực một là do bạn tạo ra hai là do bên ngoài luôn à, bạn mình cảm thấy bạn có lá một kiếm uh, lá một kiếm nó nó thường đại diện cho những cái vấn đề có thể là trong giấc mơ của bạn nó phản ánh về những cái như mình nói lúc đầu đó là những cái stress trong công việc trong cuộc sống hoặc là bạn đang gặp những cái vấn đề liên quan đến sự lựa chọn định hướng hướng đi hoặc là trong một số trường hợp á bạn có lá đờ hermit có thể giấc mơ của bạn là những cái chuyến phiêu lưu là những cái khát khao liên quan đến được trải nghiệm được phát triển bản thân được nhìn thấy thế giới ở nhiều góc độ khác nhau có thể thế giới bên ngoài hoặc là thế giới thực á, thì bạn không phải là kiểu người không phải là bạn không đi du lịch hay hoặc là bạn không đi đây đi đó hoặc là bạn không thích mà là bạn không có cơ hội đi nhiều hoặc là bạn rất muốn đi nhưng mà bạn không có có dịp để bạn đi hoặc là bạn thường xem những cái cái kênh liên quan đến gọi là thế giới đó đây thế giới động vật những cái trải nghiệm những cái kiến thức liên quan đến gọi là đời sống thực tế tại vì mình thấy là cái giấc mơ nó tiết lộ về bạn khá là nhiều theo kiểu như là góc nhìn là quan điểm của bạn bạn cũng là một người mình cảm thấy là Uh, có thể bạn đang đứng trước những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống liên quan đến sự phát triển bản thân dài lâu ha tại vì bạn có một kiếm và the hermit có thể giống như là bạn đã tìm ra một cái chân ái một cái chân lý nào đó rồi và bạn đang hướng bản thân bạn tới cái cái con đường đó nhưng mà có thể giống như cái cách nè cái cách thực hiện nè cái um, cái đường đi nước bước nè bạn chưa có vạch rõ hoặc là bạn đang trên cái con đường thôi bạn chưa có thật sự gọi là rõ ràng được cái gọi là đường đi nước bước nên bạn hơi bị um, vân vân hoặc là bạn là kiểu người hơi cầu toàn hoặc là bạn hơi 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 an toàn quá đó thành ra bạn có một tiền và một kiếm tức nghĩa là dành dụm tiết kiệm từ từ từng từ tốn từng bước từng bước từng bước một và the hermit cũng không phải là kiểu người quá thích mạo hiểm thành ra mình cảm giác giống như cái giấc mơ của bạn đôi khi nó là nó liên quan đến cái việc là bạn sẽ sáng tỏ được một cái điều gì đó hoặc là trong thời gian tới tương lai tới gần thì có thể là bạn bạn sẽ tìm ra bản thân bạn hoặc là bạn sẽ nhận ra bản thân bạn ở một cái cái góc độ nào đó khác tức nghĩa là mỗi lần bạn nằm mơ một là nó sẽ liên quan đến những cái stress nặng nề trong công việc hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là quyết định lựa chọn quan trọng hai nữa đó là nó lại giống như là một cái dự báo một cái dự hướng một cái hướng đi cho bạn về những cái sự gọi là sáng tỏ hoặc là cái đường đi nước bước trong tương lai trong tương lai nhưng mà mình nghĩ là không có xa đâu mình nghĩ có thể gọi là một mùa thôi một tháng hoặc là một mùa thôi một mùa tức nghĩa là ba tháng tại vì mình thấy là những cái giấc mơ của bạn nó nó có thể đôi khi nó là một năm sau bạn mới nhớ lại giấc mơ đó hoặc là bạn có có thể là nó là một cái kiểu giống như là người ta dùng từ gọi là đề giao vu à? hay là cái gì ta hay là cái giấc mơ gì ta không phải lucid dream nói chung là những cái gì mà nó liên quan đến gọi là dự báo điểm báo đồ á nhưng mà nó theo kiểu là là bạn sẽ không có nhớ được bạn sẽ không có nhớ tại vì mình thấy bạn không phải là kiểu người đặt quá nghiêm trọng về cái vấn đề về giấc mơ ha bạn có hai tiền bạn có the well à Đúng thiệt nè, bạn có xấu gậy. Đúng là cái tụ này cái giấc mơ của bạn nó có một cái phần gì đó nó tiết lộ một chút xíu về tương lai của mấy bạn. Tại vì bạn có lá the well, the well ở trong cái bộ bài này là cái lá tặng, nó liên quan đến ước mơ, nó liên quan đến sự mong ngóng, sự trông chờ hoặc là sự kỳ vọng, hoặc là dự hướng đỉnh hướng hoặc là kỳ hoặc là kiểu giống như là đang đi tìm một cái giải pháp một cái lời giải ha và bạn cũng có xấu gậy cái giấc mơ của bạn nó tiết lộ bạn là một cái người luôn hướng về phía trước hoặc là bạn luôn mong muốn mọi chuyện nó sẽ có một cái hướng đi một cái cách giải quyết dù là trong tình huống như thế nào à, ngoài ra nữa mình cũng cảm thấy là bản thân của các bạn á, có hai tiền cái giấc mơ của bạn thường á, bạn có hay bị nằm mơ theo kiểu như là bị kẹt ở giữa hoặc là phải đứng trước những cái 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 quyết định hoặc là cái lựa chọn mà nó năm ăn năm thua hoặc là bạn nằm mơ mà cái giấc mơ nó không có trọn vẹn không kiểu giấc mơ nó bị nửa nửa hoặc là bị gãy ngang hoặc là bị bất thình lình nó dừng lại hoặc là bạn mơ những cái giấc mơ mà nó bị từng khúc từng phân đoạn á tại mình thấy cái giấc mơ của bạn nó chập tròn nó không phải là một cái giấc mơ thẳng đuột nhưng mà nếu mà bạn mơ được một giấc mơ dài thì nó dài thòn luôn nó dài hoài mà bạn không tỉnh dậy nổi tại mình thấy cái 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 giấc mơ của bạn nó có tiết lộ một chút xíu gì đó về cái tình hình sức khỏe của mấy bạn những lúc bạn này yếu hoặc là bạn này uh, bị cũng không hẳn là bị nhưng mà kiểu như bạn bị yếu hoặc là bạn bị lạnh người nha thì mình sẽ thấy bạn sẽ dễ nằm mơ hoặc là trong một số trường hợp cái giấc mơ của bạn nó sẽ liên quan đến việc gọi là uh, mình cảm thấy là nó nó kiểu giống mặc dù mình muốn nói từ lựa chọn nhưng mà mình đã nói từ này quá nhiều mình cảm thấy nó nếu nó không phải liên quan đến một cái sự lựa chọn theo kiểu là năm ăn năm thua thì nó sẽ là một cái kiểu giống như là cho bạn biết là ừ ở phía trước đó, nó là một cái 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 con đường và cái con đường đó bạn có thể đi bạn có thể không đi hoặc là kiểu giống như nếu mà bạn nào đang đang nằm mơ về những cái việc mà bạn cảm thấy giống như là khát khao là mong muốn kiểu giống như là bạn mong muốn cái gì đó quá bạn ước muốn có cái gì đó quá bạn khát khao cái gì đó quá mà bạn không có được nha mình dùng từ là bạn không có được trong uh, trong hiện thực trong thực tại hoặc là bạn khao khát nó nhưng mà bạn chưa có bạn có đủ điều kiện nhưng mà bạn chưa mua được nó bạn chưa có được nó giống như người yêu vật vàng vòng xe cộ hay là bất cứ điện thoại hay cái gì á, mà bạn khát khao bạn mong muốn có đó thì có thể nó cũng thông qua giấc mơ nó nói là người này đang rất là muốn có cái điều đó hoặc là họ bị ám ảnh họ bị họ bị thôi thúc họ bị thúc giục phải mua cái đó tới nỗi mà nó vô suy nghĩ nó vô trong giấc mơ của họ luôn với lại trong một số trường hợp nếu mà bạn gọi là hay hay gọi là bạn có hay mơ về những cái kết nó đẹp không <laughs> mình biết là nghe hơi kỳ ai cũng mơ mong là mơ được những cái giấc mơ đẹp đẽ không nhưng mà cái tụ này thì mình thấy là bạn hay mong chờ những cái giấc mơ nó là một cái nơi giống như thiên đường nó giống không phải thiên đường ý của mình ở đây tức nghĩa là một cái nơi đẹp đẽ một cái nơi mà uh, nó hiện thực giống như ví dụ hiện thực của bạn nó hơi xấu thì bạn sẽ nằm mơ là à nó sẽ là một cái kết có hậu bởi vậy đó đó là lý do vì sao mình dùng từ thiên đường á tức nghĩa là là một cái nơi đẹp đẽ, là một cái nơi mà bạn khát khao, một cái nơi bạn mong muốn đó. nhưng mà thực tế nó lại trái lập hoặc là đối ngược trái ngược hoặc là đối lập với cái gì mà bạn bạn đang trải nghiệm ha và ngoài ra nữa mình cũng cảm giác nó giống như mà nó đại diện cho cái khát khao cái mong muốn như như hồi nãy mình nói nhưng mà cái này nó là cái khát khao và cái mong muốn không thật tức nghĩa là bạn chìm vào giấc mơ mà bạn nằm mơ những cái mà có thể nó đã qua rồi giống như ví dụ như bạn chia tay bồ bạn nằm mơ bạn có thể quay lại với bồ bạn nằm mơ lại cái khoảng thời gian mà hai người đẹp đẽ hoặc là kiểu giống như bạn chọn giấc mơ để là nơi cái trốn tránh hoặc là nơi để bạn gửi gắm tâm tư hoài niệm cái gì đó vào hoặc là bạn nằm mơ về những cái mà bạn nghĩ là bạn không thể làm được giống như ví dụ như bạn nằm mơ bạn có thể đi được đây đi được châu Âu đi được châu Mỹ đi được với các quốc gia bay vũ trụ biến thành đèn tiên hiệp sĩ gì đó tại vì mình thấy là bạn nằm mơ có những cái nó rất là xa xôi nó rất là to bự nhưng mà mình không có nói là nó thật hay không thật hay là nó có có tương lai có tiềm năng hay không ý mình nói là những cái giấc mơ của bạn đôi khi chính bản thân bạn cũng nghi ngờ về cái sự chân thực về cái sự gọi là phản ánh của của cái giấc mơ kiểu giống như bạn nói là nhìn dưới giấc mơ là thấy giống như bạn nằm mơ mà bạn biết bạn đang nằm mơ hoặc là bạn nằm mơ mà bạn biết cái giấc mơ nó không có thật giấc mơ đó không không thể hoặc là không có thật luôn á giống như bạn vừa mơ mà bạn vừa tỉnh bạn vừa tỉnh mà bạn vừa mơ tại vì hồi nãy trong cái một tiền với một kiếm nó đã phản ánh ra là bản chất bạn là cái giấc mơ bạn không có bạn là người kiểm soát được cái suy nghĩ của bạn và bạn rất lý trí thành ra khi mà bạn nằm mơ đôi khi á mình dùng từ là đôi khi ha bạn có thể biết được đó là giấc mơ luôn và bạn tự tự tỉnh dậy sau cái giấc mơ đó luôn. Xin chào các bạn chọn tuổi số 2 ha trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn chuông like share để lại bình luận cho mình đừng quên nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn. Thì giấc mơ tiết lộ điều gì về bạn ha? Bạn có lá số tiền tám tiền wow và pay of soul à, giấc mơ tiết lộ rằng á bạn bạn ngày xưa hoặc là <laughs> có thể là bạn trong một cái thế giới khác hoặc là một chiều không gian khác là một người rất là đảm đang hoặc là kiểu người rất là thích những cái gì nó liên quan tới gọi là khéo tay hay làm à, làm khéo tay hay làm làm cái này làm cái kia làm mẹ làm chị là một người gọi là nữ công gia chánh công dung ngôn hạnh là một cái người có biệt tài có tài năng có tài lẻ là một người tháo vát là một người đa dạng đa di năng mình cảm giác trong cái giấc mơ của bạn nó thể hiện nhiều về uh, cái khao khát được được trở thành một người toàn mỹ hoặc là một người hoàn thiện hơn cái phiên bản ở thời điểm hiện tại mà bạn đã và đang sống hoặc là bạn mình không biết đây có phải là một cái ám chỉ của một cái cái gọi là cái cái suy nghĩ là bản thân chưa hoàn thiện hoặc là bản thân chưa thật sự là người uh, gọi là giỏi giang hay không mình cảm giác giống như là trong một cái suy nghĩ nào đó thì các bạn cho rằng bạn bạn bạn, bạn muốn mình có thể làm được nhiều thứ hơn, bạn muốn bạn có thể làm được nhiều thứ hơn, bạn muốn bạn có thể uh, giúp đỡ hoặc là tạo điều kiện cho gia đình, cho người anh chị em trong nhà của các bạn, hay là bạn muốn chứng minh với với mọi người rằng bạn là một người cũng giỏi, cũng đa di năng, cũng tài năng như bao nhiêu người khác, hoặc bạn là một người rất là mong muốn hoặc là khát khao được trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng, một người uh, sáng tác, một người viết, một người làm nghệ thuật, một cái người có tài lẻ nói chung một người có tài năng à, trong cái giấc mơ của bạn á, bạn có thể là bạn hay nằm mơ về những cái việc rất là uh, uh, nhỏ rất là nhỏ, nhỏ ở đây tức nghĩa là uh, hiểu theo kiểu đơn giản nhất là một cái 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 dựng những cái giấc mơ nó lẻ tẻ về những cái vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn thôi nó không phải là một giấc mơ về phiêu lưu một cái giấc mơ về thế giới không thực hay là một cái giấc mơ bậy bạ gì đó mình cảm giác giấc mơ của bạn nó rất chân thực hoặc là nó rất là thực tế nhưng mà bạn sẽ biết được cái giấc mơ của bạn nó có cái gì đó nó hư cấu nó hư cấu ở trong đó cái giấc mơ nó cũng tiết lộ bạn là một cái người ngày xưa hoặc là ở một cái thời điểm nào đó bạn có rất là nhiều đam mê và hoài bão nhưng mà lớn lên thì cái đam mê và cái hoài bão đó nó không còn nữa hoặc là nó đã thay đổi thành một cái dạng nào đó khác nó thực tế hơn nó không còn mơ mộng nữa nhưng mà trong cái cái tâm tư tình cảm của bạn trong sâu thẳm bạn á thì có thể ở đó nó có một cái cái hoài bão một cái ước mơ nào đó nó vẫn còn hoặc là nó vẫn chìm trong giấc ngủ hoặc là nó chưa có dịp được sinh sôi nảy nở không Tại khi mình nhìn vô ba lá bài của bạn á, mình 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 vẫn thấy ở đâu đó trong bạn có những cái giấc mơ nó đẹp. Nó đẹp ở đây theo kiểu giống như là bạn cũng đã từng hoặc là đã muốn hoặc là sẽ muốn nhưng mà bây giờ mình không có thấy bạn làm. Mình chỉ cảm giác giống như là bạn nghĩ thôi, bạn nghĩ tới nó làm cho bạn thấy vui, bạn nằm mơ thấy, bạn cảm thấy hạnh phúc. Chứ mình không thấy ở thực tế, ở ngoài cuộc đời thực tế của bạn á, nó nó cho mình cái cảm giác là bạn bạn đang làm ngoài ra cái giấc mơ nó cũng tiết lộ bạn là một cái người có thể là bạn bị áp lực gì đó về về tiền bạc ha hoặc là về thế giới vật chất xung quanh ha hoặc là bạn đang cảm thấy bạn có trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ với một ai đó giống như bạn cảm thấy bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình với người yêu với bạn bè hoặc là với ai đó nó làm cho bạn mình cảm giác giống như một mặt bạn vừa muốn đóng vai là một người tròn nghĩa tròn tình tròn trách nhiệm nhưng mà một mặt nào đó mình lại cảm giác bạn là người muốn bung xỏa muốn được vui chơi muốn được giải trí muốn được bay nhảy muốn được tự do à, mình cảm thấy cái sự đối lập bên trong các bạn rất là nhiều một mặt thì bạn rất là muốn là một đứa trẻ một mặt thì bạn lại rất muốn trưởng thành à, mình 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 cảm thấy giống như bạn mình không biết là bạn bao nhiêu tuổi bạn xem cái video này nhưng mà nhưng mà có cái gì đó ở trong bạn nó rất là uh, kiểu giống như là nó vẫn còn một cái sự sôi động, sôi nổi ở phía trong, cái tâm hồn hoặc là là trong cái cái con người của bạn đó, nó vẫn có một cái gì đó, nó thôi thúc, mình không biết cái thôi thúc đó bây giờ nó nó chuyển hóa thành cái gì rồi, nhưng mà bạn bạn sẽ nhận ra được cái sự thôi thúc bên trong và cái sự thôi thúc này nó dưới một cái dạng đó là ý tưởng, có thể là trong đầu bạn nó có rất là nhiều ý tưởng nhưng đôi khi bạn nghĩ ra, bạn thoáng nghĩ ra rồi bạn quên bạn chọt nhớ rồi bạn nói là bạn sẽ làm nhưng rồi sau đó bạn quên mình cảm giác giấc mơ lắm giống như là một cái dạng cái nhật ký hoặc là dạng giống như một cái ký sự một cái quyển uh, sổ nó ghi lại những cái gì mà bạn bạn từng quên hoặc là bạn đã từng nghĩ nhưng mà bạn 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 quên mất đi hoặc là trong một số trường hợp á bạn có hay nằm mơ về những người cũ không vậy người cũ ở đây mình không quan tâm là người người ở hiện tại hay là người quá khứ hay là những người thân thân yêu cũ của bạn thân yêu cũ ở đây tức nghĩa là bao gồm cả những người quá cố, tại vì mình cảm thấy ở đây trong cái giấc mơ của bạn có một vài giấc mơ liên quan đến những người người thân yêu đã mất hoặc là những cái người mà bạn bạn yêu mến yêu quý nhưng mà vì một lý do nào đó mà nó đứt kết nối hoặc là bạn làm mơ về người yêu cũ trong một số trường hợp ha. Nhưng mà mình cảm thấy những cái giấc mơ đó đôi khi nó làm cho bạn cảm thấy hơi bị... Um, mình cảm thấy không thoải mái lắm hoặc là vì một cái lý do nào đó nó làm cho bạn cảm giác bạn không có muốn mơ những cái giấc mơ lặp lại như vậy. Để mình qua ba lá kế cho nó lên gì ha. Bạn có lá Temperance. Ôi dồi, mấy đứa này nó mơ. Năm gậy. Ba kiếm. Đúng là cái giấc mơ của bạn nó 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 Tại vì khi mà lên Temperance đó là mình thấy bạn mơ những cái thứ, những cái giấc mơ đôi khi nó cũng rất là kỳ lạ, à, mình dùng từ kỳ lạ bởi vì cái giấc mơ của Temperance là cái giấc mơ bay bay. Bạn có hay nằm mơ bằng bay, bay bổng hoặc là bay, bay ở đâu đó hoặc là bạn ở trên một cái tầng mây hay là một cái thế giới nào đó không? Tại vì mình thấy là cái giấc mơ của bạn giống như hồi nãy ba lá đầu thì là giấc mơ rất chi tiết, rất là thực tế, rất là hiện thực. Thì cái giấc mơ thứ, cái giấc mơ này á hoặc là những cái giấc mơ khác á, nó là cái gì đó nó rất là mình không biết dùng từ gì để mình diễn tả mình chỉ cảm thấy nó ngộ nó nó ngộ là một thứ hai nữa là chính bản thân bạn khi nằm mơ cái giấc mơ này á bạn cũng cảm thấy nó ngộ nữa và cái giấc mơ này nó tiết lộ rằng á, là bản thân bạn thật ra có một cái gì đó nó liên quan đến cảm xúc gọi là liên quan tới cái cảm xúc mà bạn gìn giữ ở bên trong á mình không biết cảm xúc này là về tình yêu hay là về tình bạn hay là về tình nghĩa gia đình hay là cái gì tình gì đó nhưng mà mình cảm thấy có một cái sự xáo trộn bên trong cái tình cảm của bạn hoặc là những cái vấn đề mà đã từng làm bạn bị tổn thương nó nó liên quan đến quá khứ đó tức nghĩa là những cái giấc mơ mà bạn bạn cảm thấy bay bay hoặc là bạn cảm thấy bạn có phép thuật hay là bạn trưởng hay là bạn đi du hành ở đâu đó thì cái giấc mơ đó liên quan đến những cái cảm xúc mà bạn bị dồn nén bị 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 khiên cưỡng kiểu giống như bạn không có làm được nó ở hiện thực mà bạn nằm mơ hoặc là những cái giấc mơ mà kiểu giống như bạn tiếc nuối một những cái giấc mơ bạn bạn cảm giác giống như mình bị tổn thương bởi những cái người ABCD nào đó nó vô tình hoặc là bạn phải kìm nén bạn phải nhịn bạn phải cho qua bạn phải lướt lướt qua lướt lại mình cảm thấy có cái gì đó ở bên trong nó dồn vô và bạn không có giải tỏa ra được và cái giấc mơ nó giống như một cách xoa dịu cái 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 tổn thương của bạn hoặc là cái cái vấn đề mà bạn gặp phải hoặc là kiểu giống như ví dụ như bạn ghét ông sếp quá bạn nằm mơ là bạn bạn <laughs> bạn trở thành thần tiên tỷ tỷ bạn xuống mừng trần trị <laughs> ông sếp của bạn kiểu những cái giấc mơ nó rất là phi lý và mình cảm thấy giống như vừa mắc cười mà vừa thấy thương có cái gì đó theo kiểu giống như là bạn 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 muốn bạn muốn bạn có bạn giống như trong cái giấc mơ của bạn mình cảm giác giống như là có những lúc bạn muốn bạn được được làm hoặc là được sống một cái cuộc sống hoặc là một cái thế giới khác nơi mà bạn được làm những cái thứ mà tùy thích tùy ý của bạn cái này thì nó lại liên quan đến cái việc gọi là bản thân bạn đang không vừa lòng hoặc là không không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì nhiều lý do tại vì bài của bạn có năm gậy và ba kiếm tức nghĩa là bạn đang chịu được chịu bị hoặc là giới hạn bởi một cái 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 việc nào đó mà bạn cảm thấy bạn bất công hoặc là bạn cảm thấy bạn không có khả năng hoặc là không có quyền lực để giải quyết á à, trong một cái 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 phạm trù nào đó thì mình cảm thấy là bản thân của mấy bạn muốn được bung ra được được bứt ra khỏi một cái xiềng xích một cái cái cam kết hoặc là một cái mối quan hệ nào đó hoặc là trong một số trường hợp có thể nó liên quan đến gọi là bạn cảm thấy cái cảm xúc của bạn không được tôn trọng nha trong một số trường hợp ha. Tại vì thấy cái giấc mơ này nó liên quan đến cái giá trị bản thân, nó liên quan đến gọi là cái hình ảnh bản thân. Mình cảm thấy giống như là bạn đang muốn bứt ra khỏi một cái vỏ bọc hoặc là bạn muốn xé toạc ra một cái nếu mà bạn nào có khuynh hướng là hay giận dữ nha, ghen tị hoặc là đố kỵ nha. Đặc biệt là những bạn như vậy thì mình cảm thấy là bạn đang có những cái cái giấc mơ của bạn nó nói về cái việc là có một cái sự tức giận nào đó, một cái cảm xúc tức giận nào đó mình không biết là người ta làm bạn tức. Tức nghĩa là người ta chê xấu bạn, người ta làm bạn tức hay là bạn tức giận với người ta bởi vì bạn là người xấu tính thì mình không biết bạn nằm ở bên cái hướng nào. Thì dù bạn ở bên cái hướng nào nó cũng là một cái vấn đề về mặt là cái cảm xúc của bạn, cái năng lượng cảm xúc của bạn nó đang bị tiêu cực á, hoặc là nó đang bị mất cân bằng, hoặc là nó cần được bung ra, nó đừng cần được giải quyết những cái cảm xúc kìm nén ở bên trong bao gồm giận hờn, buồn, tủi, đau, khổ gì đó mình cảm giác bạn cần cân bằng nó lại, bạn cần điều chỉnh nó lại. Mình không biết điều chỉnh như thế nào nhưng mà kiểu giống như là bạn cần phải tiết chế tại vì bạn đã tiết bạn giống như thật ra dùng từ tiết chế nó cũng không đúng. Kiểu giống như là bởi vì bạn đã 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 một là bạn rất bạn rất là hay bùng nó ra thì bạn cần tiết chế nó lại. Còn nếu bạn là người thường hay kìm nén cảm xúc của bạn thì bạn cần phải giải tỏa nó ra thành ra mình dùng từ tiết chế nó cũng không đúng tức nghĩa là nó đúng cả hai trường hợp là bạn là người cần giải tỏa hoặc là bạn là người cần tiết chế ngoài ra nữa nếu bạn đang gặp những cái vấn đề liên quan đến người thân gia đình hoặc là bạn đang gặp một cái vấn đề gì đó liên quan đến người phụ nữ thì bạn cần phải giải bài hoặc cần phải làm sáng tỏ cái vấn đề này tại vì mình cảm thấy nó đang ảnh hưởng đến bạn ha Xin chào các bạn dân tụ số 2. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Giấc mơ tiết lộ điều gì về bạn ha Chà, mới vô hangman man này trời, King So với Queen, Queen, Queen tiền. <laughs> giấc mơ của mấy bạn này thú vị đó Cái giấc mơ của bạn, bạn có hay nằm mơ gặp người không nhỉ? À, mình dùng từ gặp người thì bạn hiểu rồi ha. Tức nghĩa là gặp những cái người một là lão quát lão quơ hai là bạn gặp những cái giấc mơ về những cái người mà một là bạn thích, hai là bạn ghét hoặc đây cũng có thể nha. Dùng từ có thể thôi Là bạn gặp những cái người người ta gọi giống như là có những người nằm mơ mà họ gặp được những cái người trong tương lai họ sẽ gặp á. nhưng mà số ít thôi. Thì mình cảm thấy là cái những bạn chồng tụ ba này cái giấc mơ này nó tiết lộ về không phải là về cái khả năng đó mà nó tiết lộ về cái việc mà bản thân bạn á, cái cách mà bạn kiểm soát cái bản thân bạn, cái cách mà bạn đưa cái cái gương mặt của bạn ra trước mọi người trước công chúng trước mọi người mình cảm thấy bạn là một người sống trong một cái thế giới mình không gọi là nội tâm nhưng mà mình gọi là uh, một cái thế giới mà nó nó có những cái cái góc nhìn những cái gương mặt khác nhau mình cảm thấy uh, có thể bạn có một cái người ta gọi là unfinished uh, những cái công việc mà nó chưa kết thúc những cái mối quan hệ mà nó chưa có câu trả lời hoặc là bạn có những cái điều mà bạn chưa nói được bạn chưa thể ra hiện ra được bạn chưa có um, giải bài được ha mình thấy có cái gì đó ở đây một là bạn không nói được với họ hai là bạn chọn cách là bạn phớt lờ hoặc là bạn nuôi dưỡng hoặc là bạn để chỗ cho những cái 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 sự tức giận bực bội gì đó ở bên trong nó có cơ hội được được gọi là bằng 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 cái cảm xúc tiêu cực ha. À, khi mà mình nhìn vô bài của bạn mình cảm giác á, cái cái giấc mơ của bạn một là nó rất là lạ tại vì bạn có được hăng man giấc mơ mơ của bạn mình chắc chắn nó phải rất là lạ nó nó cái cục lắm mình không có giải thích được mà mình mình cảm giác ra thậm chí cả bạn á, bạn nhìn vô cái giấc mơ của bạn á nha mình nghĩ bạn mơ bạn sẽ nhớ rất là dai nha hoặc là kiểu giống như bạn bạn sẽ mường tượng lại được cái giấc mơ đó mình thấy những cái giấc mơ của bạn nó rất là ngộ nghĩnh kỳ lạ hoặc là rất là unreal không có thật á và khi bạn mơ những cái giấc mơ này mình nói trước là bản thân bạn sẽ không có cảm thấy thoải mái nha tại vì mình thấy bị mệt khi mà nhìn vô bài của bạn mình cảm giác bị mệt nhé những cái giấc mơ bạn rất là khó chịu nha à, là cái thứ hai mình thấy cái thứ ba nữa là cái giấc mơ của bạn nó cũng báo hiệu một chút xíu gì đó về cái tình hình sức khỏe hoặc là cái tình hình tâm trí và thể thể lực gì đó của bạn nó có liên quan gì đó đến tâm trí đến thể lực đến cái dự định kế hoạch của bạn mình cảm giác bạn sẽ hay nằm mơ khi mà bạn có quá nhiều thứ bạn muốn làm có quá nhiều suy nghĩ hoặc quá nhiều kế hoạch hoặc là có có nhiều cái dự định bạn bạn càng stress bạn càng nằm mơ nhiều nha nhưng mà bạn thì lại có cái khuynh hướng là bạn stress bạn sẽ nằm mơ nhưng mà cái cách bạn mơ nó là bạn mơ về công việc bạn đang làm bạn mơ về những cái công việc những cái gì bạn chưa làm xong kiểu giống như nó ăn vô cái giấc mơ bạn luôn còn nếu mà bạn đi chơi hoặc là bạn mong muốn tới ngày đi chơi thì người ta nôn nóng người ta ngủ không được đúng không? Bạn thì bạn sẽ mơ luôn. Bạn sẽ mơ là ừ mình đi chơi chỗ đó mình sẽ làm cái gì cái gì cái gì. Mình cảm giác những cái giấc mơ của bạn nó giống như là một cái gì đó nó nối tiếp những cái gì mà nó chưa làm hoặc là nó nó nối tiếp những cái gì mà nó chưa thực hiện xong nhưng mà nó trong mơ thôi chứ nó không phải ngoài đời. Rồi chưa kể nữa là một số bạn thì mình cảm giác như nếu mà bạn có hay có những cái vấn đề gì đó với cha mẹ các bạn á hoặc là có trục trặc gì đó liên quan đến sự kết nối giữa bạn với cha mẹ hoặc là anh chị em ruột trong nhà thì bạn cũng hay nằm mơ hoặc là những cái ngày mà bạn cãi vã với anh chị em ba mẹ đồ hay là người thân bạn bè tri kỷ rồi đó bạn sẽ hay nằm mơ những cái giấc mơ nó ngộ lắm mình cảm giác giống như là mình không nghĩ là bạn sẽ mơ thấy cái người đó giống như ví dụ như mình cãi lộn với bạn mình là anh bạn đi bạn cãi mình cãi lộn với bạn bạn sẽ không có nằm mơ thấy mình mà bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ là bạn sẽ bị chó táp, bị heo cắn hay bị gà bới gì đó nói chung nó tùm lum tùm la những cái giấc mơ nó rất là nó, nó nó ẩn dụ hoặc là hoán dụ thành một cái gì đó khác à, một số bạn thì mình thấy là nếu mà bạn nằm mơ bạn có hay nằm mơ được ăn kẹo hay được cho quà bánh hay là kiểu giống mơ là nằm mơ về đồ ăn thức uống hay là cái gì đó nó ngon ngon nó bổ bổ hoặc là những cái thứ đắt tiền không vậy những nếu mà bạn có hay nằm mơ về những cái thứ đó nó đại diện cho cái khao khát hoặc là cái mong muốn được được sở hữu cái gì đó mình không biết sở hữu ở đây giống như là có người yêu sở hữu vật chất hay là danh vọng địa vị gì đó tại vì mình thấy ở trong bạn nó có một cái phễu một cái phễu kiểu giống như là những cái giấc mơ những cái um, khao khát những cái ước muốn nó, nó, đóng ở trong cái hũ đó giống như là, là lọ điều ước vậy đó mình cảm giác giống như là bạn chứa những cái thứ mà bạn giấu mình dùng từ là giấu với người ngoài mình cảm thấy bạn không có chia sẻ cái 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 cái, cái đó với người ta mình cảm giác bạn giấu dẹm vô bên trong hoặc là bạn bạn không có nói ra bên ngoài cho người ta biết đặc biệt là mình cảm giác cái việc mà chia sẻ với người khác về những cái ước mơ dự định của bạn nó cũng không có thường xuyên bạn có the full nè bạn có queen of one nè bạn có pay of soul cái tụ này nó nằm mơ toàn là người không à bé ơi à, cái tụ này á bạn nằm mơ nha mình nói trước là bạn bạn hay nằm mơ đi đâu đó lắm á hoặc là bạn hay nằm mơ nằm mơ kiểu giống như là mình vẫn cảm giác cái giấc mơ của bạn toàn là giấc mơ vẽ đường chỉ đường đi đâu không mà mình không có thấy giấc mơ nó cố định nha và giấc mơ của bạn nó cũng thay đổi theo 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 rồi theo, theo thời gian nha giống như ví dụ nếu như là bạn mà có những cái trải nghiệm nào đó thì bạn sẽ nằm mơ bạn sẽ nằm mơ về cái trải nghiệm đó kiểu giống như ví dụ như là bạn hồi đó giờ bạn chưa đi máy bay thì bạn sẽ nằm mơ bạn được đi máy bay thì sau đó bạn sẽ hào hứng như thế nào bạn sẽ cảm thấy ra sao ha hoặc là kiểu giống như bạn nằm mơ đi thái lan đi nước ngoài hay là đi đi, đi du lịch ở đâu đó bạn cũng sẽ nằm mơ những cái giấc mơ đi hoặc là bạn sẽ có những cái giấc mơ mà nó khiến cho bạn phải đi hoặc là thôi thúc bạn đi kiểu giống như nó giống như một cái đèn xanh hoặc là một cái công tắc vậy đó kiểu giống như khi bạn nằm mơ đó bạn sẽ làm cái điều đó hoặc là nó gợi ý cho bạn tại vì mình thấy cái trí tưởng tượng của bạn nó phong phú bạn có pay bạn có pay of soa bạn có queen of one trí tưởng tượng bạn rất phong phú và nó đại diện cho cái khát khao cái mơ ước được 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 tự do hoặc là được làm những cái điều mình thích ha mình thì chỉ không biết ở ngoài thực tế cuộc đời của mấy bạn bạn có được làm những cái điều bạn thích hay là bạn bị kiểm soát bởi những cái người lớn tuổi khó tính ha tại vì mình thấy giống như ở trong bạn là một cái sự nổi loạn là một cái sự bất cần là một cái sự không có tuân theo pháp luật hay thật ra nói thì kiểu không tuân theo pháp luật thì cũng hơi ghê nhưng mà kiểu giống như là bạn không có tuân theo nguyên tắc điều luật bạn không có tuân theo những cái trật tự nhất định nguyên tắc nhất định bạn thích làm những cái điều mà ngược đời trái trái luật hoặc là bạn thích một ngày nào đó tôi trở thành uh, nhân vật phản diện kiểu giống vậy hoặc là một ngày nào đó bạn được được tung tăng được làm những cái điều mình thích mà không cần phải sống trong trách nhiệm nghĩa vụ bổn phận mình 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 cảm thấy giác giống như bạn bạn muốn tháo chạy khỏi cái gì đó bạn có đang gặp áp lực gì về về sự thành công hay là sự đánh giá hay là bạn có đang chạy trốn khỏi một mối quan hệ hay là bạn đang chìm đắm trong một cái mơ mộng nào đó không vậy tại vì mình thấy giấc mơ của bạn nó không không phải là nó không thực nhưng mà mình cảm giác nó giống như một cái nó giống như một cái nơi mà bạn cho phép bản thân mình được làm sai cho phép bản thân mình được làm những điều mà nếu không làm ở đó thì sẽ không là không có cơ hội để làm với lại bạn có bạn bạn nào có hay hay bạn khi bạn có có người tâm sự không vậy hoặc là bạn có hay tâm sự với ai không vậy kiểu giống như là bạn có hay nằm mơ thấy nữ gặp nữ không hoặc là một cái người một cái người đại diện giống như chị mẹ gì không vậy hay là một người bạn thân cũ không vậy tại vì mình thấy là bạn sẽ có nằm mơ về những cái người thân nhưng mà mình chỉ không biết là người thân này là ai ai hay là đóng vai trò gì thôi mình chỉ cảm thấy những cái người này họ sẽ đến để để nhắc bạn rằng là bạn bạn đừng có như thế hoặc là bạn nên như thế đó giống như kiểu là một cái người một cái sự giúp đỡ hoặc là trong một số trường hợp thì nếu mà bạn nào mà hay nằm mơ về về những cái quyết định á, tức như là bạn bạn có hay nằm mơ về những cái 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 sự lựa chọn ngã ba đường ngã hai đường bạn không nằm nhất thiết phải là nằm mơ kiểu là bạn phải lựa chọn nhưng mà giống như bạn đi trên đường cái tới ngã ba bạn đi tới đèn xanh đèn đỏ hoặc là bạn mua một món đồ tại vì mình thấy một số bạn đang có những cái dự định những cái kế hoạch gì đó mà các bạn muốn thực hiện các bạn muốn làm hoặc là các bạn đang muốn triển khai hoặc là các bạn đang nung nấu nó trong người tại vì có cái gì đó ở trong bạn nó vẫn cho mình cái cảm giác là người này họ đang muốn bứt phá họ đang muốn phá cách họ đang muốn lột bỏ những cái lớp vỏ cũ để thay bằng một cái gì đó mới mình cảm thấy bạn đang muốn được bung xỏa bung cánh được bay được 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 phiêu du được lượn được làm những cái gì đó nó nó khác lạ mình cảm giác bạn đang bị nhàm chán với những cái mà bạn đã và đang triển khai hoặc là đang làm hoặc cũng có thể là bạn đang cảm thấy chán với cuộc sống ở hiện tại Bạn đang muốn có một cái đốm lửa, một cái gì đó khác đi, một cái gì đó mới đi Một cái gì đó nó cho bạn cái cảm xúc được được sống, được trải nghiệm Mình cảm giác bạn không có muốn làm những cái điều mà người ta hay làm Bạn muốn làm cái điều mà những người ta ít làm Và bạn muốn làm những cái điều mà phi thường